Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của vợ chồng em nha. Xin chào tất cả anh em nhá. Ê, làm cái gì đấy Bình ơi? Có gì ăn không? Ê, hôm nay là anh em trong bản tổ tổ 5 tổ 4 à. Đấy là mà vừa vào nhà văn hóa. Anh Đức bảo sẽ lên chúng mình ăn cơm. Anh khủng đồ nhỉ. Rồi anh Đức ăn cơm. Bảo hôm nay vào sang ăn cơm. Ok. Chắc là ngày mai là đến lượt tổ mình rồi. Chắc mai đến tổ mình rồi. Mai là mình là tổ 3 rồi, tổ 2 à? Mình tổ 2. À hôm nay là tổ 5 với là tổ 4. Mai là chắc là tổ 3, tổ 2, mai mình đến mình rồi. Mai mình đi xay cho. Xay tường bao đi. Phút mốt đúng không? Sợ cái say lắm. Ơi giời, thợ say mà. Suốt ngày chỉ có thợ say thôi. Rồi đi, vợ chồng mình về làm cơm đi. À đi làm tiết canh bò. Pịa bò, lòng pịa bò. Rồi. Tiết canh bò anh em ạ. Anh Đức bảo đây này ăn cơm, ăn cái gì anh Đức? Mình bảo thế nhưng mà anh ấy bảo là bảo đi mua ăn tiết canh này thịt này. Ăn tiết canh bò thôi, bảo thế thì thôi. Đấy, pịa anh em ạ. Hôm qua là món pịa. Đấy, mình đi mua lúc nào cũng cho nhiều vì khách quen mình mà. Đấy, thịt ngon thì nó bảo ngon, tiết ngon thì bảo ngon, tiết không ngon thì nó cũng bảo không ngon luôn. Khách quen thì ăn thoải mái. Ê, lòng luộc chẳng pịa là làm tiết canh. Thế thôi, hai món thôi vợ nhỉ. Rồi. Đấy, bóp muối thì đã. Cho nó sạch sẽ. Đây, luộc chẳng pịa thế thôi vợ nhỉ. Cái kia thịt kia là cho băm vào tiết canh hết. Làm một thau tiết canh cho nào. Gọi những ăn cho nó sướng cho nào. Ơi anh em ạ. Buộc tái ăn. Này, xào lên. À, cho ớt mật chín. À, với cả tỏi lên. Đấy, xào lên là thơm phương phức. Đánh tích canh. Băm phổi thịt này mà nướng tái ăn thì ngon nhỉ, nhưng mà thôi băm vào tiết canh thôi. Làm một món lòng luộc chẩm pịa với cả món tiết canh thế thôi. Anh Đức cũng quen ăn như thế thôi mà. Đâu rồi không cắt cơn với anh Đức, chắc là hôm nay là buổi chiều bảo anh Đức nghỉ thôi, uống rượu thôi. Làm cả ngày mà chắc là mai đến tổ mình thì chắc thì phải đi xay rồi. Bây giờ là làm móng. Mai là xay rồi đấy. Đấy. Ok chưa? Ở đây vợ mang đây đi. Mang vào ớt với cả tỏi về đây. Để băm vào tí xào lên một thể ăn ngon. Để nó thịt nó thơm lên. Lên chín thì phương phức nó xém vào lánh cái canh ăn nó ngon mới thơm được. Ui trời, ớt quá là tươm.
cái này thì cho vào tiết canh thì quá ok rồi. Giờ xào nó lên đây. Đã xong một mẻ tiết canh anh em ạ. Đây bồi thịt nhiều như này sướng chưa. Đấy, xào nó lên. Đường này mà đập ra băm nhỏ ra thế này thì vào cho món pịa thì quá ok luôn. Cho vào lá chanh nữa, đồ hạt nó khén thì quá là ok. Món pịa thì ba loại kia thôi, rồi các loại rau mùi để chấm là ok ngay. Đấy. Ê, pịa đây anh em ạ. Món lòng thì phải có pịa chớm. Đấy. Pịa này kiểu pịa xà vàng như này, kiểu giống như kiểu pịa con này ăn dơm mà nhỉ. Mùa này chắc là nó vẫn có dơm. Dơm khô. Đấy. Và 4 gói. Thoải mái ăn. Đây, pịa ok chưa? Xanh đè. Ôi. Quá là tuyệt vời. Phức phức lên rồi ạ. Tí nhá vợ xuống nhà ông Kiên đấy cho chồng hai bom rượu. Rồi bảo ông Kiên lên ăn cơm vào đây, ăn tiết canh. Hôm nay tiếp anh Đức để anh Đức cho viết một trận. Và gần một tháng rồi không được giao lưu với anh Đức, suốt ngày nó ở trường. Ngủ ở trường luôn. Vất vả lắm thầy giáo. Muốn ăn tiết canh lắm chú anh ạ. À, làm tiết canh ăn đi, tí anh lên ăn cơm rồi thế mà. Đấy, xem mà ok chưa, thơm phức phức lên chưa. Đấy, mùi tỏi mới ớt lên. Đúng chưa. Đấy, nó phải xào xém như cái này lánh tiết canh ăn nó ngon. Đấy, ok rồi. Rồi, xong. Xong chưa anh Đức? Làm móng xong chưa? À, nốt tối nữa là xong rồi. À, có mệt không? Một tháng rồi còn được uống rượu với thầy giáo cũng buồn lắm. Ơi, lánh tiết canh cho tiếp thầy giáo mà. Đến ok chưa? Chú anh ở nhà thì mới gọi. Ừ, hôm nay chú ở nhà mà. Mình về nhà ăn cơm nhưng mà nhà xa quá. Ờ. Cho anh cho nó gần, chiều vẫn đi làm mà. À, làm cả ngày à? Thế thì cơm nước ở đây làm người cốt nhỉ. Nó tỉnh, ta nó tỉnh chiều là say thôi gì. Chiều say thôi mà. Ờ, say thì say dế thôi mà. Thỏng thẳng ăn thẳng, con ăn con đúng không? Vừa giàu mà như thế đúng không? Mình thì làm chân phụ thôi. Đấy đúng rồi. Ở đây anh đưa thái ơi đi. Thái rau cỏ đi. Rồi ok. Đấy, anh em làm mẻ tiết canh rồi. Ăn để nó chớp đúng không? Ăn cả xe rùa đi luôn anh Đức ạ. À. Em thì ấy rồi chỉ lái xe rùa thôi. Đấy có cái xe rùa đâu, toàn dùng tay hết mà. À, mình xe rùa mình mang ở nhà xuống chứ, cho nó nhà người mình chứ. Đúng không? Nếu phải bốc tay nó mệt đúng không? Chuẩn ngay. Mà mai thì ấy rồi, cũng sẽ gần xong rồi thì nó không mệt mấy. Mà chỉ xay thôi đúng không? Hôm nay không phải đào móng mà. Ừ. Do số mà. Lẽ ra thì cho họ phải tính từ tổ 1 lên ấy, này nó lại tính từ cuối lên tổ 4, tổ 5. Nó chơi bản bon từ xuống không? Ừ, nó chơi bản bon trước. Anh Đức thái mỏng quá. Mỏng quá sợ kiểu kiểu ấy anh Đức ạ. Kiểu trên này kiểu vì nó gió ấy, sợ nó bay đi hết ấy. Gia vị mỏng quá nó bay mà. Thái thành khúc à. Ờ thành khúc ăn thôi. Thơm phức. Ừ đấy, phương phức ngay. Canh vò anh em ạ. À. Đấy. Mà là mình cứ cho 1 2 thế thôi.
một nửa một một tiết hai nước là ok. Cái canh bò ấy đánh đông cứng ngay anh Đức ạ. Theo phần canh tiết là được. À. Nhưng mà canh tiết thì nó không ngon đúng không? Đấy, tiết canh ấy phải hòa tan với nước mình chín như này này để nó sủi bọt lên này. Nó mới đông cứng được anh em ạ. Đấy, thầy giáo hôm nay thì ăn thì chỉ có mệt đúng không thầy giáo nhỉ? Sợ say gì? Phải say rồi. Lâu không gặp thì không đúng say rồi. Anh em mình tháng rồi đấy nhỉ. Tại nhà trường nhiều việc quá, như tình hình như nào? Này hơi bận một tí. Làm nhà nước thì phải chấp nhận thôi. Việc nhà nước mà. Đấy, ok, sủi bọt lên như này là đông cứng ấy bữa ạ. Chỉ có đông cứng trở lên thôi. Cái này, okay, cái gì nó đây? Giống cái gì ấy nhỉ? Cái này à, cái kia quả khế của nó mà. À, quả khế à? Ờ. Cái kia là chẳng pịa ăn ngon lắm anh chứ ạ. Hơi dai đấy chú anh ạ. Ờ. Không phải hàng tơ à? Không, nhưng mà kiểu hơi dai kiểu mình ăn nhanh mà. Ừ. Nhưng mà đun một tí nữa là ok đúng không? Cái này thái miếng mỏng hay miếng dày đấy chú anh? Ờ, mỏng thôi, sợ nó dai ấy. Ăn sát rồi. Đúng không? Dao chú anh sắc thật đấy. Dao miều sắc. Được rồi đấy. Dao không chơi chứ tay ngay. Chứ anh đi mất ngón tay rồi đấy. Dùng cái loại này nguy hiểm lắm. Anh chưa dùng bao giờ đấy. Cũng với lại là cũng không biết dùng. Sờ vào một tí tay còn nước rồi thì với lại là không biết dùng. Nhưng mà anh em mà biết dùng thì nó ok đúng không? Xem hóa lân cái hai bao thuốc kia bao tiền đấy. Rồi phọt tịa ra hết rồi anh Đức ạ. Nóng quá kìa, nó phọt ra ngoài hết rồi. Ui giời ơi, đây này. Hàng già nha anh Đức ạ. Hàng già thế đấy mà nó phọt hết ra là hết vị đấy. Ờ đấy, đúng rồi, hết. Đứng lại như đấy đi. Hết phết vào đi. Ờ hết hết mùi vị của pịa luôn đấy đúng không? Cái này bỏ ra thì phí. Rồi ok. Cái này pịa là ngon rồi. Ra gì đấy cho anh ạ? Ngậy chưa? Quá ngậy luôn món này. Món này không ngậy, món nào ngậy chưa đúng không? Mà hơi nóng cho anh ạ. Tay yếu, tay cầm bút. Chết phía ạ, này này, nó phọt ra hết anh Đức ạ, phí quá. Mất hết cốt rồi. Ờ, cái ngon của nó ra hết rồi. Yếu cái vàng vàng dính vào cái nồi kìa. Cốt này, của nó cốt đấy. Đúng rồi. Phí lắm nhỉ. Lạnh ăn vậy thôi đúng không? Nếu mà rảnh thì anh em mình làm lại, nhưng mà thôi muộn rồi. Rồi chú anh ơi. Đâu cứ lên lên lên. Hết thì biết nó hết rồi, nhưng mà xưởng rượu ấy thằng chẳng mang xuống gì mà. Lần này anh không nấu. Đại lý rượu này chán lắm. Tốt nhất cứ là bộ nồi rượu ấy mang về cho em hết đi. Để em từ nấu uống đi. Chú cứ mang củi lên rồi. Anh bị giấu củi thôi này. Ừ, thì lo gì. Giấu gì. Nào, mời tất cả anh em nhá. Nào lên thầy giáo. Mời tất cả nhá. Căng nhà thầy giáo ra tóc tai lại phong độ phết chứ. Cắt đi cho hôm qua hôm kia ấy mà mang con mũ chân dài lên chỗ bố may gọi anh và anh ở trường thì chán quá nào tất cả nhá. Đấy, nhiều việc quá. Không có thời gian ăn cơm. À, dạ. Ào, đây này chú ơi. Cái này chú anh toàn uống rượu mạnh nhỉ. Ờ, rượu căng ấy. Còn rượu màu ngon lắm. Đây này, mình đánh để lâu nó thành nước ra. Anh Đức ạ. Ôi, dạ. Ơi, mời tất cả anh em nhá. Tiết canh. Xin mời mọi người. Ngọt lắm chú ạ. Ngọt đây, pịa đây anh Đức ạ. Tiết canh bò ngọt hơn. Đây anh em ạ, à, pịa anh em để ở ngoài này này. Nó không có chỗ để. Đấy. Canh pịa à, mới giờ xuống làm anh Đức.
1 rưỡi. À 1 rưỡi là thế thì anh cứ ăn cơm thoải mái, nhớ sai là nghỉ thôi. Sai là nghỉ. Ừ, mà đi làm bù. Ấy, tiết canh nó phải đông cứng đúng không? Đấy, mình cái này là mình vừa ăn rồi vừa lông vào đấy anh Đức ạ. Ăn dần rồi cứ lông vào dần thôi. Đấy. Đến giờ đi làm là vừa hết. Ừ. Ngọt xuống rồi. Đúng rồi. Mang nó quả đấy. Ừ. Đến rồi đấy. Ông bạn già đến rồi. Đây chưa? Đây chưa? Ok chưa? Ông bạn già. ông bà già nhanh lên, ông bà già ơi. Đấy, đây đây. Rồi, đến tiểu đây. À, ông Kiên vừa lên muộn vừa ấy thôi, vừa được là hai thìa thôi. Nào, khỏe nhá. Nào, mời tất cả anh em. Thế đi. Hôm qua sai ác, sinh nhật 8 tháng 3 cho vợ con nhà ông Kiên nhỉ. Uống tổng uống bia sai kinh khủng. Thầy giáo chắc là uống ở trường sai nhỉ. Hôm qua không trường năm nay không tổ chức. À dạ. Thế thì không tổ chức không xuống, tưởng là đúng tổ chức chứ. Dịp à, học sinh nó thi ấy. Nên là không. Nhất phục các chiến em nói. Rồi, đây đây, ông Kiên ơi. Ăn đi. Ừ, thế cảnh đông cứng mà. Vừa ăn vừa đông vào anh ông Kiên ạ. Không biết là hôm nay hám kiểu gì. Thế hôm nay mới xuống là ăn một tam tháng ăn bù. Ờ đấy, hôm nay ăn bù mà. Rồi, thế đi. Ngon. Đây, ớt tỏi đây, ông Kiên ơi. Ăn đi. Ừ. Vừa ăn vừa ngon. Ừ. Ê, đại Đức. Tám tay ba kéo ấy cho nó. Ừ. Wow mày. À. Hai cốc này là vừa rồi. Chiều còn phải đi xây đúng không? Không mà đi xây đơn giản mà anh Đức. Thỏng thẳng ăn thẳng, con ăn con thôi mà. Xây cái kia đơn giản thôi mà. Đấy. Mai là anh em mình làm rồi đấy nhỉ? Cho thâu rồi. Mai là anh em mình thử xây to rồi. Mai mặc trên rùa đi, mình chỉ làm vứa ngắm cái chiếc bơ nhớ trên bơ là nó không đủ được mà. Bà hè trứng trầu, bà hè trên là chứ đông sầm côn, xe là chứ ngai là chứ mưa. Ngon. Ok vừa luôn. Đúng rồi. Ừ, cũng mưa này. Ăn ớt tỏi nhiều vào. Ớt tỏi vào. Hỏi ngay. Mà có cồn vào nữa thì càng nhanh. Hỏi nhanh hơn. Sửa ma hôm qua ăn tỏi lắm. Ờ đấy, sửa ma ăn tỏi rất là ông may. Sửa ma ăn tỏi lắm. Ông may thì toàn là tỏi không ấy. Tỏi với cả một bình rượu. Ngồi kem còn da mèo nữa chứ. Đấy, nó lại lấy cái nó bị ế xong hoa là ông mày. Cũng phải cười nó thay túi hổ mới là mới phải vỏ nó mới tìm thấy mình ngay này. Nào đây này, Đức đây. Mảnh mà lên gia vị nó toàn là thịt không ăn ngon giòn luôn đúng không? Hôm qua hôm kia kiểu mang về sụn ấy ăn hơi khó, nhai nó hơi khó sụn kiểu với lại kiểu răng kế răng kế nó không nhai nổi, nhai mỏi hết được mồm. Ừ đấy. Món ăn đòn hiện tôi nó không ăn quá tại hà thầu anh hiệp áo nè hết những người mưng mà chen quá. Quá sao má nào. Mà hai con nhìn lọt phép ta phải chích cái liêu cái bài con nên ta nhãn lên thôi. Dạ phít. Ừ. Con nó to lại lâu lại rồi. To lại hà, mình hình to lại các bạn. Mình hình to lại đâu là. Không, mai kia thì nó tự vào thôi mà. Chim sông thì mai kia nó tự vào cái lồng chim cú kiểu vì nó ra ngoài cho nó quen ăn cám ấy. Nó không có cám ăn nó mang về chú cú hết rồi. Nào. Cái cắt sợi và cắt chọc thấy về cực công thấy về bê trên em mưa đủ đấy em hột này tai hiền nhu nồi lên nhu nồi lên này đó nọ giữ cái cùng sáu và cái cùng cái cuồng nữa đào lên
Bạn Minh ơi, ngồi suốt không xuống. Có khỏe à? Khỏe ông bà các anh nhá. Hôm qua mùng này, hôm nay này hôm 8 tháng 3. Hôm Phương, hôm Phương. Hôm Phương mùng 8 tháng 3. Hôm nhờ hôm qua anh em mùng 8 tháng 3 không biết ăn cái gì. Nó lâu lâu hết cả hàm ở hai hàm ấy. Nhai bò xin. Nhai bò xin. Không biết là nhai bò xin hay. Nhai bò xin. Nhìn tay em này đỏ tốt rồi này. Hôm qua ăn bò xít càng lắm. Không giống như kiểu anh em ăn lía 60 nghìn đâu anh biết ạ. Lía là lía triệu cơ mà. Lía triệu cơ mà, hôm qua ăn ấy. Càng lắm anh em mình ăn. Ăn không sợ 10 rơi vào đấy mà ông Kiên bảo. Hôm nay anh em mình chỉ ăn với chơi thôi. Hôm nay sáng sớm ra mình đi lấy nữa là mới còn lượt. Được khoảng là nửa triệu nữa nhỉ. Được nửa triệu đấy. Đấy, hai ở đây. Hành đeo cũng được thử video vậy. Rượu ngon, đúng ta không? Biết buổi đấy. Rượu ngon, căn bản thì phải có bạn Hiền, phải uống. Rồi. Rượu ngon có bạn Hiền uống thì bứt, đúng không? Thôi lên đây, bạn Minh ơi. Lên đây, thích canh lên đi. Chẳng có gì ăn, ngoài thích canh ra chẳng có gì ăn. Rồi. Hôm qua kiểu ăn bò xít nhiều ấy. Ăn bò xít nhiều quá đúng không? Hỏng hết răng, hôm nay thì phải cái này chứa vào. Kiểu hôm qua ăn ấy hỏng hết bi răng. Khô hết bi răng. Báo hôm qua ăn mỏi hàm hay ăn hàm mòn hết. Ăn bò xít hay là bị vợ đánh. Gì của anh nhỉ? Qua hôm qua uống rượu say vì không làm ăn được gì, vợ nó trả qua tám đâu mà. Tám tháng khai không ai. Hôm qua xuống nhà ông béo hát ác mùng 8 tháng 3, con ra thăm vườn hát ác. Hát sướng lắm. Má mà ông trà chứ có má là khổ chứ hát. Ông Việt về phát sẽ có... Có một quý. Phát sẽ có một quý nhàng mới khác có máy rồi đi. Đúng không, hay ông Kiến gấp mà mua cho bác cả ra đi. Đúng mua hát mát rồi. Ông Kiến mong Kiến tự hỏi sao mà rú dạ, mà nó mát lại đeo. Tóm gòn à. Nhân mau về. Đợt sau ông Kiên ăn ốc ấy, nó phải lít ra. Lít ra. Không bỏ lít ra ấy, không thở được mà thế. Chắc cháu này thở khó lắm mà thế mà. Để bố chứa cho mà thế. Cũng bà mất rồi, cùng cúi giúp cái na rồi mất cái khe của lại, của cái khe mất ma hơn. Ma hơn ấy, khánh hơn, cái là cúi hắm non thành cố của bố ông Tài đó. Đó là Minh này, con Piện. Cái pịa này, pịa này ấy đặc xịt nhờ. Đặc xịt nữa, pịa ngon mà. Cái này còn lúc nó sôi còn ra nó còn tí. Ra đấy. Còn mất ngon đi một tí. Đá nó pịa phải trông đấy, không trông là hỏng hết. Ra hết, hỏng hết rồi. Đây nhá, pịa để trông chỗ này nhá. Ui, bắt sao lại đi, cũng bị quẩy người bác. Đây, đấy. Ok chưa, anh Đức, thầy giáo. Cả buông ấy đấy. Nào thầy giáo xuống đi, pịa xuống đây, em xuống đi. Thế thầy giáo này làm hết luôn đấy. Đúng thầy giáo phải lươn nhỉ. Lươn gì, không phải rượu mà rượu chế phải từ từ. Thầy giáo để mà dồn tập phát được. Thầy giáo thái rau mùi như này mà này. Như con run luôn. Thầy giáo càng lắm. Cấp dưỡng trưởng của thầy giáo trưởng cấp 3. Ôi, đã một khi uống một lọ. Đấy, úi giời ơi. Ê giời ơi. Học quên không thuộc bài rồi, phải chết rồi. Đấy, bốn con tan sáng nào, ôi lại lại mình. Bốn con tan sáng 5 mét, là 5 mét. Đấy, ăn nó tiếp, bánh nó pin này, nửa kim, mái cửa, áo mái này. Tối hôm qua con đi chơi à? Ừ, này, cơm này ngoan.